Âm nhạc phương Tây đã từng bị đặt ra ngoài vòng luật pháp tại Iran ngay sau cuộc cách mạng 1979 vì chính quyền thời đó cho rằng nó là thứ làm người dân bị mê hoặc. Nhiều nhạc sĩ Iran đã phải ra nước ngoài và hình thành một nền công nghiệp âm nhạc Iran tại Hoa Kỳ. Trải qua một thời gian, đến những năm 1990, các quy định cấm âm nhạc bắt đầu được nới lỏng. Tuy nhiên, âm nhạc phương Tây vẫn bị hạn chế nhiều. Đó là lý do khiến ban nhạc Acolyte quyết định cho nhạc dưới đường hầm để được tự do bay bổng cùng âm nhạc. Các thành viên trong nhóm cho biết âm nhạc của họ không đề cập đến chế độ hiện nay mà về cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi hát về những căng thẳng, lo lắng mà người dân đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại như cơm áo gạo tiền, chứ không đề cập đến chính trị. Anh Izadi cũng giải thích rằng họ quyết định biểu diễn ở dưới đường hầm vì tránh những thủ tục hành chính xin phép thành lập ban nhạc và bị các cơ quan chính quyền dòm ngó. Và với địa điểm độc đáo này, phụ nữ và đàn ông cũng có thể chơi nhạc với nhau. Ở Iran, phụ nữ rất hiếm khi được chơi nhạc, họ còn bị cấm hát trước đám đông. Nhưng ở đây, tôi được chơi guitar, được hát và tham gia phát hành ca khúc nữa. Hiện ban nhạc Acolyte đã phát hành một số ca khúc trên các trang mạng xã hội và đã tổ chức một số buổi biểu diễn chính tại căn phòng nhỏ vào tối online. Có thể nói, ban nhạc Acolyte đã khởi động xu hướng chơi nhạc dưới đường hầm ở Iran.